Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về đây thuộc ấp Cầu Xây, xã Kiển Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà phường có tổng diện tích là 342,1 m². Trên thửa đất căn nhà phường có 306,7 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường tỉnh lộ 871 khoảng 500 m. Con đường này nhựa khoảng 5 m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 16 chỗ rất là thoải mái nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị cô chú mình mua đi ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì có đầy đủ tiện ích như là chợ Kiển Phước, trường cấp 1, trường cấp 2, cách khoảng 300 m. Xung quanh đất thì gia chủ đều xây tường và hàng sắt hết luôn anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 7 m và có chiều dài là 50. Trên thửa đất căn nhà thì có 306 m là đất thổ cư nha anh chị. Vậy thì anh chị cô chú mình khỏi cần lên thổ cư luôn nha. Phía trước thì gia chủ xây tường cao khoảng 1 m và hàng sắt rất là kiên cố luôn anh chị. Cửa cổng thì gia chủ cũng làm rất là đẹp luôn nha. Cửa cổng thì gia chủ làm bằng sắt nha anh chị. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí này, mình đo qua bên đây là 7 m. Phía trước thì gia chủ đều ốp gạch rất là đẹp luôn chị. Và gia chủ thì cũng chừa ra một khoảng không gian sân rất là rộng. Vậy thì anh chị cô chú mình có thể làm một cái máy tiền chế ra. Mình có một bãi sân để anh chị mình đậu ô tô nè, rất là thoải mái luôn nha. Để em di chuyển vào trong để anh chị mình xem và tham quan ha. Phía trước thì gia chủ đều lót gạch nền hết luôn anh chị. Và hai bên hông thì cũng ốp gạch. Nhà của mình thì nhà mái thái nha anh chị. Bên đây thì mình có một cái hành lang rất là rộng luôn anh chị. Bên ngoài tường thì gia chủ lót khoảng 1,6 m nha anh chị. Trên trần thì đóng la phong thạch cao anh chị. Ở đây điện nước wifi thì gia chủ cũng vô sẵn luôn. Nhà thì em thấy còn rất là mới. Về thì anh chị cô chú mình ở luôn nha, cũng không cần tu bổ lại thêm. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng đông nha anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy móc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 55 km là anh chị tới. Khu vực này là không gian phòng thờ. Dưới nền thì gia chủ đều lót gạch bóng khiến. Ở tường thì lót khoảng 1,6 m nha anh chị. Còn phía trên sơn và đã đi bê hết luôn. Trần thì đóng la phong. Hai bên hông thì thiết kế hai cánh cửa sổ bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng. Cửa thì gia chủ dùng cửa nhôm, bên trong thì lộng kiến.
hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 500 triệu. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem nha và gặp ngay chính chủ luôn anh chị. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất căn nhà phường trên khu Gò Mát để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Về đây thì anh chị cô chú mình cũng không mất thời gian nha. Ở nhà mình thì còn mới, rất là đẹp luôn nha anh chị. Khu vực này thì về anh chị có thể mình thiết kế không gian phòng khách chỗ này ha. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ mình thì rất là rộng luôn anh chị. Dưới nền thì lót gạch và dán lên tường cao khoảng 1m6 nha anh chị. Trên thì tô và đi sơn. Trần thì đóng la phong. Ở đây thì mình có một cái hành lang. Hành lang thì chủ cũng lót gạch rất là đẹp luôn nha anh chị. Còn bộ cửa thì gia chủ chỉ sử dụng là cửa nhôm thôi. Nó còn bên đây là căn phòng thứ hai. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị lên thổ cư làm nhà phường. Nếu anh chị cô chú mình có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Khu vực này là không gian nhà bếp. Ở gia chủ thì cũng đóng kệ bếp rất là đẹp luôn anh chị. Còn khu vực bên đây là nhà vệ sinh. Còn khu vực này là sàn nước nha anh chị. Ở phía sau thì mình còn một mảnh đất trống anh chị. Vậy thì anh chị có thể mình chăn nuôi nè, gà, vịt. Anh chị trồng cây ăn trái thêm. Ngang là 7m, chiều dài là 50. Tổng diện tích là 342m2 và có 306m là đất thổ cư. Giá bán là 1 tỷ 500 triệu nha anh chị. Giá này thì anh chị cô chú mình gặp ngay chủ để anh chị trao đổi và thương lượng nha. Căn nhà phường của mình thì rất là gần chợ Kiện Phước nha anh chị. Mình cách chỉ 300m thôi, rất là gần. Ở đây thì thửa đất căn nhà quay về hướng đông anh chị. Vị trí này thì rất là đẹp để anh chị, cô chú mình mua để ở và nghỉ dưỡng là thích hợp luôn nha. Anh chị thấy video này hữu ích cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị và cô chú nha. Nội thất bên trong thì gia chủ sẽ tặng cho anh chị mình chút ít nha. Anh chị thấy video này hữu ích cho em một lượt like, một lượt đăng ký nha và một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Ở nhà của mình thì đẹp tuyệt vời luôn anh chị. Phía trước là đường nhựa 5m. Mình di chuyển là đường xe ô tô 16 chỗ nha anh chị. Rất là thoải mái luôn á.
và mình rất là gần chợ, trường học, ủy ban, cách có 300 mét thôi. Và nhà của mình thì quay về hướng đông, hướng thì cũng rất là tốt anh chị. Ở đây là tổng quan thửa đất căn nhà phường. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem nha và gặp ngay chính chủ. Em cũng xin kết thúc video. Hẹn anh chị, cô chú ở những phần video tiếp theo.